Gấu nhái hôm nay trời gió rét, mới hôm qua trời còn nóng mà hôm nay bắt đầu gió lạnh lạnh rồi nên gấu mặc áo khoác. Rồi gấu đi cầu à con? Gấu đi cầu, ok. Gấu tự leo lên được không hay ba giúp? Ba gấu tự leo, ok. Wow. Gấu bước qua. Wow, gấu bước qua. Cậu đi cầu. Con nhà mình màu nâu. Con nhà mình màu nâu. Con cái bám. Có cái bám đúng rồi, có cái giày bám. Gấu chơi it's all. Chữ it màu gì? It's màu gì? Không, đây là nó có hai chữ luôn. Ok. Đang có màu đỏ. Chủ đầu tiên này là màu đỏ đúng không? Chủ thứ hai là màu green và chủ thứ ba là màu đỏ. Super. Bà phát hiện ngôi nhà. Cậu xuống à? Cậu xuống đây luôn à? Ok, bà xuống. Bà phát hiện con chó. Con chó có vơm rồi đó. Vào. Vùm vùm vùm. Bà phát hiện gì nữa nhỉ? Cậu cho ngôi nhà lên con chó luôn. Bà phát hiện. Quả bóng đúng rồi, có quả bóng. À không, chó màu đen. Chó màu đen đi giả qua rồi. Bà phát hiện ra quả bóng này. Đó, gấu phát hiện ra hai cục hình lập phương. Hai khối lập phương. À quên, gấu cho ba luôn màu đỏ. Cảm ơn gấu nhé. Cho luôn màu vàng luôn. Bà phát hiện ra màu bóng màu đỏ này. Rồi, bà sút. Bà sút phát nhé. Gấu sút không? Gấu sút đi. Sút. Sút bằng chân như đây nè. Sút bằng chân như này nè. Đấy, bà sút không? Bà có phát hiện là máy xúc. Có nhìn bà sút này. Wiu. Đấy, bà sút đấy. Nhìn đập đi. Nhìn đập đi. Đấy, bà sút này. Wiu. À, có bà phải cắt chơi luôn. Bà cắt. Ok, bà phải cắt. Đi dây vào luôn. Không cần cởi dây, hôm nay đi dây vào luôn. Hôm nay trời rét, trời lạnh. Đúng rồi, đi dày luôn. Ok. Gấu xúc cát. Gấu xúc cát cho vào cái xô nhỉ. Để ba xem thử cái xô đâu rồi. À không có cái xô, ok. Thế xúc cát cho vào đây. Đây, gấu xúc cát cho vào cái này cũng được này. Đấy. Ai có chơi bằng đá. Ai để vào một xô đá luôn. Wow, có đồ đá ra hết rồi. Có một cái xe. À đây. Cho gấu xúc cắt cho vào xe này. Xe xúc. Tôi thích chơi xe xúc mini rồi đúng không? Wow, đây bà làm cái tháp ở đây nhé. Wow, bà phát hiện là có cái mới này. Cái chủ phát hiện ra có xe lái mô tô. Xe lái mô tô này. Giống bọn mình đi chơi, có chú lái mô tô chú chạy ngang qua không cháu? Lúc bọn mình đi chơi ấy. Đúng rồi, bọn mình đi ô tô màu trắng ấy. Nhà mình này thì có chú xe này. Chú đi vèo qua đúng không? Chú vượt qua. Đây ví dụ nhá. Đây ba ví dụ này. Bọn mình đi chơi cái ô tô này trên đường. Đây. Đường đi nhá. Đây đường đi như thế này. Có hai vạch. Hai vạch đường đi. Đường cao tốc ấy. Như thế này. Bọn mình đi bên vạch bên này. Thế là chú xe máy chú vượt qua. Chú vượt ra đằng trước đúng không? Còn xe mình ở chỗ đây. Xe mình này mini quá nhỉ. Mình phải lựa xe nào to to hơn tí. Để miêu tả cho nó chân thực. Đây. Miêu tả cái xe này luôn. Rồi. Bây giờ bọn mình làm được này. Đây nha. Bây giờ lái xe ủi đường luôn. Lái xe gọi là ủi đường thành cho nó miêu tả chân thực luôn.
Đây, lấy xe ủi đường nè, làm đường. Đây là một bus của đường cao tốc. Đây là bus thứ hai của đường cao tốc. Đó. À, chào cậu xe này hả? Chào xe máy xúc ai? Ok, chào cậu xe máy xúc cậu chơi luôn. Ok, đây là ô tô. Ví dụ là ô tô tránh nhà mình nha. Còn đây là xe mô tô. Thế là xe mình đi chậm chậm này, xe mô tô nó chạy nhanh qua. Chạy bọn mình nhìn thấy đúng không? Lúc mà đi bọn mình đi chơi ấy. Đấy, đúng rồi. Xe đây, xe tránh của mình, xe này nó chạy vượt qua. Phát. Ê, đây, ba phát hiện ra có cái này hay này để ba giới thiệu cho cậu. Ở đây là cái gọi là xe này là mô tả cho chân thực. Đây là xe cứu hóa. Stretch. Đây. Wow. Ô tô đua luôn. Là mô tả cho chân thực. Đây. Như cắn bọn mình đi chơi này. Bọn mình đi chơi trên đường cao tốc nhá. Thế là có xe gọi là siêu xe. Đây, chú này vượt lên trước rồi. Chú này chú đi vượt qua xe mình rồi, chú lên trước. Lên tới đây luôn chẳng hạn. Đó. Sao bây giờ có một cái siêu xe phía sau nó chạy tốc độ cao hơn xe mình. Thế nó cũng gọi là vượt qua xe mình. Xe mình đang ở đây. Xe siêu xe chạy vượt qua. Cũng vượt lên đây luôn. Thế là vượt qua xe mình luôn. Vượt qua xe mình cũng tạm ở đây. Đấy. Giống hôm trước mình đi chơi không cậu? Đúng không? Con xe nó chạy vượt qua xe mình như thế. Đúng rồi. Ok. Gấu xúc. À, gấu xúc cá ước. Gấu xúc cá ước, cậu làm bắp cô đúng không? Bọn mình làm bắp ca nhá. Cậu đưa chăng là trước đi bây thì còn. Cho chăng đỡ đâu. Cho chăng là trước. Đấy, đúng rồi, ai chăng là trước, đúng rồi. Đúng rồi, để chăng là trước, đúng rồi, giỏi quá. Đấy, ai chăng là trước như này. Đấy, ok. Đây rồi, ba tìm thấy cái xô để làm bắp cô cho gấu xứ đẹp. Giờ vừa chắc là đi ngủ rồi, bây giờ ba làm cho gấu nhá. Vừa chắc là đi tắm, vừa ăn cơm, vừa đang ở nhà rồi. Có con gì này, đồ đi khác đó. Đây, cát ướt đây rồi. Gấu thích à, gấu thích cái xe kia đúng không? À, gấu thích xe này. Okay. Rum 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 rum. Wow, quay lại bài cá câu chơi. Cậu đi vào được không? Bà giúp. Bà giúp cậu nhé. Ok, rồi. À, tự vào được rồi. Hân hô. Đúng rồi, cái này vào dễ mà. Đi. Ok, bà làm bắp cô cho gấu này. Làm bắp ca cho gấu này. Đây, làm bắp ca cho gấu nha. Wow, bà phát hiện là xe stress. Xe cứu hóa. Đó. Bà làm bắp cô cho gấu. 1, 2, 3. Go. Bắp ca. Bắp cô u đại xe. Bò giặt nhé. Gia chén. Diêm. Wow. Gấu xứ đẹp. Ok, bây giờ bà làm bắp cô. Bắp ca tiếp được gấu nha. Rồi. Xúc cát. Xúc cát. Tìm cát ướt. Đây rồi, cát ướt đây rồi. Biu. 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 Ok. Bây giờ bà làm
làm luôn cái bắp cô này chả gấu này. Đây, 1, 2, 3. Go. Bắp cô ư đại sen. Bò giặt nhá, da chén. Xem. Wow. À go bạn chơi rồi. Ok, thế bọn mình làm bắp cô từ con khác đi. Từ con rùa đi. Bác phát hiện ra con rùa này. Này. Con rùa. Rồi. Xem con rùa này. Wow, con rùa này. Hay không? Đây nữa đấy. Hai con rùa luôn. Làm nhăn luôn, làm bắp cô kiểu nhăn luôn này. Ba con rùa làm mị anh liền. Còn làm kiểu mà kiểu bài bán hơn thì mình sẽ làm kiểu này. Mình cho con rùa đây. Mình cho cát khô, cát ướp vào. Đó. Xong rồi mình đập lên đây. Bắp cô u đại xe. Vô giặc nhé. Gia chiến. Diêm. Wow. À để ba giúp gấu. Gấu ra được không? Dạ. Gấu ra được luôn, hoan hô. Gấu chạy ra cầu. Wow. Đồ chơi. Đồ chơi gì đây? Thanh kiếm à? Thanh kiếm đồ chơi à? Đây có hai ô tô này. Ô tô. À, có cái thanh kiếm đồ chơi. Hôm qua có nhìn thấy cái xe này. Không có nhìn thấy cái xe này đâu.